Vâng, xin chào mọi người. Dạ, chào anh Tiến. Vâng, nói cái live stream của bạn từ nãy giờ thì Dạ. mình có một cái vấn đề như nãy mình còn ở bên dưới đó, nhưng mà chắc là Dạ bạn vâng. cũng không đọc. À, Dạ, thì nhiều khi nói chuyện thì nó trôi nhanh quá là em cũng không có đọc kịp, nhiều người comment quá. thì cái vấn đề là khi mà Win Nguyễn đó về Việt Nam á, Dạ. thì trên đường đi, trên đường đi đó, thì hắn có những cái comment, cái status đăng lên trên cái dòng thời gian của nó, không kèm với những cái hình ảnh, kèm với những cái hình ảnh đó, và trong cái status đó thì chỉ vẹn vẹn mấy câu là đang ở cái đường này, khu vực này, tức là cái đoàn biểu tình ấy đang đi đến khu vực nào đấy, không? Và cái Facebook đó thì cũng chỉ mới được lập gần đây thôi, không đấy. Vậy thì Win Nguyễn, không, Win Nguyễn là dường như là muốn báo hiệu cho ai đó biết là mình đang ở cái khu vực nào, Đúng rồi, đang làm gì nữa. đang làm gì ấy. Vậy cho nên là mình vấn đề ở đây là mình thấy rằng có một tổ chức đứng đằng sau Vin Nguyễn, không, Để cần cho đó đúng, có một tổ chức đứng đằng sau Vin Nguyễn và theo dõi cái bước chân của Vin Nguyễn, không. Và việc mà cái tiền bạc là một, không, mà các bạn đang mổ xẻ cái vấn đề đó, không, thì mình thấy nó Dạ. cũng có rất nhiều cái lý để mà mình thấy rằng nó đúng. Đấy. Nó đúng ở cái chỗ gì? Cái thứ nhất là anh ta đi đến đâu anh ta phải báo cho cái người mà ở đâu đó đang theo dõi anh ta. Đấy. Và cái số tiền mà anh ta có mang về Việt Nam hay không, đấy, thì chúng ta chưa biết được. Đấy. Do vậy mà khi mà có một ai đó phải theo dõi mình, không? Mình phải báo cho người đó, không? Và cái việc đó nó gần như là một một kịch bản nó hoàn hảo. Tôi thấy là kịch bản Đúng hoàn rồi. hảo. Cái thứ nhất là tiền. Cái thứ hai là không dễ gì anh ta lại làm những cái hành động như thế trong khi anh ta đang cầm tiền trong người. Dạ đúng rồi. Mà Hồi nãy em nếu có mà nói như cái vậy rồi đó người anh Tiến. mà nếu mà cái người mà người ta đứng đằng sau các vụ biểu tình đó, để phân phát tiền cho người khác, thì người ta phải giấu giấu mình chứ không ai. Thì cũng giống như một số thành phần đó là trong cái đám biểu tình, ví dụ nó đi phát cái chuyển đơn đó cho người biểu tình đó, thì Đúng rồi. mà mình thấy tràn lan trên mạng đó, thì nó cũng giấu giấu giếm giếm để nó dúi cho người ta chứ nó không dám lộ mặt đó, nó không dám lộ diện như thế. Chủ yếu là an ninh, mình cố tình chụp được những cái tấm hình đó thôi, chứ còn khó. Nếu mà người bình thường thì khó phát hiện được ra rằng nó dúi những cái chuyển đơn đó, không, chuyển đơn biểu ngữ Dạ đúng đó rồi. đó. Cho nên cái việc mà anh Uyên Nguyễn này này tay cầm ôm cái bọc tiền đó, theo như người ta nói thì là tay ôm cái giỏ sách, mà tôi nói thật chứ 1,7 triệu đô la mà nếu đổi ra tiền Việt Nam là 500 ngàn, cái giỏ sách của anh người ta phải căng phòng đấy chứ nó không nép xẹp được. Không, không đủ chỗ để. À, em xin cắt lời buổi tiếng em nói như thế này, 1,7 triệu đô la tương đương 40 tỷ, khoảng 40 tỷ. Với cái giỏ đó em nói là trước đây là có một cái giỏ mà học sinh Không ngày xưa em đủ. đi học á, có một cái giỏ mà có cái bụng ở giữa mà có hai cái dây giật, cái là cái bụng nó chốt lại. Cái giỏ đó bỏ được giỏ lắm tầm 1,2 tỷ, mà giỏ đó còn bự hơn cái giỏ anh đang đeo nữa. Nhưng em cho luôn là anh đang cầm 1,2 tỷ trong người cùng theo 50.000 đô nữa, em cho luôn á.
thì tôi nói là nó không thể, cái đúng không? giỏ nó không thể lẹp xẹp như thế được, đúng không? Dạ vâng, Từ và 1,7 đô la mà đổi em thành đưa tiền cho Việt anh Nam. Bùi Tiến thêm một cái giả thuyết như thế này, em đưa cho anh Bùi Tiến thêm một cái giả thuyết nữa, có nghĩa là nếu như mình đang cầm một số tiền lớn như vậy trong người, chẳng hạn như 1,2 tỷ với 50.000 đô la thôi, cái việc mà nhảy lên xe không cần thiết như vậy. Nếu như em đi cùng với những cái người em giật dây để đi biểu tình, em sẵn sàng em rút ra cho 4 thằng mỗi thằng 500 đô, mày lại mày giật cái xe đó, mày lật cái xe đó lên cho tao, đốt cái xe đó luôn cũng được nữa, cho mày 500 đô, thậm chí cho mày 1.000, thằng nào đốt cái xe đó cho mày 1.000 được không? Được, Tại sao không làm, tại sao không làm động tác đó mà lại phải bởi chủ động nhảy lên cái xe để quậy? Đó là một điều bởi hết sức vậy vô cho lý. nên mình mới nghi ngờ, nó nghi ngờ nó nhiều Bởi vậy thứ. em mới rất là nghi ngờ cái động cơ anh ấy làm, em nghi ngờ động cơ là làm để cho công an bắt, em nói thẳng là vậy. Đúng là nó đóng kịch, đây là một vở kịch Đúng, tương đối hoàn đóng hảo, kịch. tương đối hoàn hảo, bởi vì ngay cái Facebook anh ta cũng chỉ mới lập ra thôi, và theo như mà trên gọi là cái gì lửa vòng trái đất đấy, thì nó phân tích đấy, không thì giữa Win Nguyễn và tổ chức Việt Tân ở hải ngoại, không có cái liên hệ, có cái liên hệ với nhau. Vâng. Và đó, theo cái ấy mình đã coi cái lửa vòng trái đất, cái trang Dạ. lửa vòng trái đất. Thì em Thì ở đây em xin nhắc lại một lần nữa rằng cái điều em vừa nói nó chỉ là mang cái tính chất suy nghĩ cá nhân thôi, không gán ghép lên bất cứ người nào hết. Chẳng hạn như anh Bùi Tiến, anh Bùi Tiến anh nghe được có những cái anh Bùi Tiến cũng là người có thể hiểu được những chuyện này. À, thí dụ anh Bùi Tiến không 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 biết chuyện đó thì à, thằng Trung nó mới nói, anh Bùi Tiến có thể nghe và anh Bùi Tiến suy nghĩ cũng có lý hay là không có lý, đó là do anh. Nhưng mà đây là vấn đề của cá nhân em nói ra, em suy nghĩ vậy và em nói vậy, còn mọi người nghe mọi người thấy hợp lý thì mọi người theo có quyền suy nghĩ theo hướng này, và không thì thôi, không cần nhét vô đầu. Ở đây là em giống như hồi nãy có anh Bình Dương, thì em với Bình Dương chỉ là nói với nhau về điều này thôi, chứ không có phải là bắt ép mọi người phải nghe theo nha. Nên mọi người không có cần phải suy nghĩ là hai đứa này đang tuyên truyền cái gì. Tôi không tuyên truyền, tôi nói chuyện với nhau về này, tôi cho những người bạn ở trên Facebook của tôi biết rằng chúng tôi suy nghĩ như vậy về vấn đề này, chứ không có phải là tôi ép đang mấy mổ anh phải suy nghĩ xẻ theo vấn chúng đề, tôi. mổ xẻ Dạ vấn đúng rồi, đề. Ừ, vấn đề đó là vấn đề nếu của, mà và mọi khi người mà thấy nó không đúng cần là có các lý anh thì nói mọi với người anh suy nghĩ nghe, theo. Dạ đúng rồi, mọi thì người em thấy nói có như lý thì vậy, mọi người nghe, mà mọi người không thấy có lý thì mọi người không cũng lý không không có quyền không nghe, không, không có có quyền, quyền có không quyền nghe. không nghe. Ừ. Đúng, nãy em đã nói như vậy rồi. Thế Nên cho nên em nói là là cái việc này, cái vấn em đề khẳng mà định là theo cái cách nhìn của em mà em không thay đổi cái suy nghĩ, đó là anh này cố tình bị bắt. Em quả quyết là theo cái nhận định của em, anh này là cố tình bị bắt, chứ không có phải là anh này là chỉ là lên là vì yêu nước nên là nhảy lên xe. Như em đã nói với anh Bùi Tiến vừa rồi, đừng có nói 500 đô nha. Bây giờ á, để coi, nói là anh cầm 50.000 đô trong người đúng không? Em sẵn sàng em bỏ 20.000 đô ra, em thuê 20 thằng đi theo em bảo vệ đó, rồi cho thêm 10 thằng, mỗi thằng 500 đô nữa là 1.500, thằng hất mẹ cái xe, đốt xe luôn cũng còn được nữa. Mắc mớ gì em phải nhảy lên xe. mà nói chính xác ra là thằng Minh Nguyễn này nó phải về Việt Nam rất nhiều lần rồi, cho nên nó đi đến đâu là nó biết là nó đang ở cái đoạn đường nào. Nếu mà một người mới về thì không thể nào mà biết cái đường ấy mình đang ở cái khu vực nào ở cái đường đó, đúng không? Tức là từ từ công viên Hoàng Văn Thụ này, Đúng, đoạn biểu tình anh di chuyển Tranh đến Bảo đâu Phan là Hoài nè, anh nói là Will không đơn giản là con tốt. Em nói thẳng là Will không phải là con tốt, mà Will là một trong những cái chốt con chặn ma của đấy, cái việc cái đường dây này. Will nó phải con có ma một cái chỗ đấy. đứng trong cái đường dây này, chứ không thể nào mà nói là cái chuyện tiền mà Will nó không biết. Giống như hồi nãy tụi em phân tích cho vui thôi, nhưng em về em nói sâu nè, thằng Will không thể nào là không có quen biết gì trong cái đường dây này hết. Nó phải có cái đường, nó nằm trong cái guồng máy này, nó là thằng ăn cái đống tiền này. Nó thẳng là vậy, nếu như có số tiền đó là thật thì nó là người ăn số tiền này, chứ không phải nó không biết gì đâu. Do vậy là mình mới nói là nó là một cái thằng rất rành đường ở Việt Nam, có nghĩa là nó đã đi về Việt Nam rất nhiều lần rồi, do vậy mà các mánh khóe để mang tiền về Việt Nam rõ ràng là nó rành lắm, cho nên là 1,7 triệu đô la nó mang về được chứ không phải không được.
Cho nên mọi người suy nghĩ, đừng có suy nghĩ rằng máy bay hay là kiểm soát không có. Cái chuyện mà cái tiền mà đưa về Việt Nam á, nó mang nhiều cái, nó nhiều bằng nhiều đường lắm. Ví dụ À, đúng như rồi. là tín dụng đen, tôi nói tín dụng đen là các bạn hiểu rồi, không? Tín dụng đen tức là nó không qua cái cửa thuế nào cả. Ở đây là ở đây là mọi người, một số người ở bên Mỹ có cách nhìn rất là mơ hồ về vấn đề tiền bạc ở Việt Nam. À, vấn đề là tiền bạc ở bên Mỹ, thuế Mỹ hay gì đó người ta kiểm soát rất là gắt gao, theo em biết là vậy. Thì cái vấn đề mà đưa 10.000 hay 15 20.000 ra ngoài nước Mỹ đó là một cái việc khó khăn, nhưng mà đưa Việt Nam mà đưa tiền vô, nói là ở đây là có anh Bằng hay là các anh chị khác đang làm kinh tế, đang về làm về tiền bạc, thì nó là cái việc chuyển 2 3 triệu đô vô Việt Nam không khó. Nên là các bạn đừng đặt câu hỏi là xách 1,7 triệu đi qua cửa khẩu. Nói thiệt, bạn nào đưa cái câu hỏi đó, bạn nó suy nghĩ rất là ấu trĩ nha, cái đầu nó nhỏ luôn, cái thế giới trong đầu bạn nó quá nhỏ đi thiệt luôn á. Chị đưa một cái câu hỏi thôi hả, chẳng lẽ người ta cầm 1,7 triệu đi qua cửa khẩu, nó đưa một cái câu hỏi khùng điên không thể nào tưởng tượng nổi. Là ai cũng biết là qua cửa khẩu thì không thể cầm một số tiền lớn được. Bạn bạn bớt đặt những cái Nhưng câu hỏi mà mình đưa vô diễn mấy đàn, ở đây là người người ta dám lên ta nói, quá mà bạn đưa câu hỏi nó mơ hồ như vậy mà mình cũng đưa ra nữa. kể ra đi, tại vì cái thứ nhất là tụi nó chắc cũng chỉ là mấy lao động bình thường, nó không biết. Nhưng mà em hỏi anh Bùi Tiến nè, anh Bùi Tiến hồi nãy anh Bùi Tiến nghe em với lại anh Bình Dương phân tích vậy, anh Bùi Tiến thấy hợp lý không? Thấy học lấy mình thấy nó rõ ràng, nó gần như là một Thậm chí là những hiện cái điều mà trường, tụi em đưa nó ra cố có khi tình nó còn tạo thiếu nữa, hiện chứ đừng trường. có nói là những cái điều chúng em đang phân tích là có khi còn thiếu nữa, chứ không phải là hợp lý không. Là, thậm chí là có Tức thể nói là là tụi nó đang còn nghĩ thêm cái gì ghê gớm lắm nhưng mình không hiểu là được. nó có cái vấn đề nó như này, nó rõ ràng là nó đang cố tình tạo một cái hiện trường giả. Tôi nói là tạo hiện Dạ trường đúng rồi, giả và có anh thể dùng đúng là từ chuyên ngành luôn á, hiện trường giả. đó, mà nó cố tình để nó làm cái việc đó để cho nó bị bắt, rõ ràng như thế. Nghe đó, Chứ không một thằng nào qua mà đơn giản mà về đây với một cái mưu đồ chỉ là cổ vũ bằng tiền bạc ở để cho đây bà thì con mình xuống đường, không cũng phải phải. nói thêm một điều nữa là mọi người đều biết về lý lịch của anh Will này rồi. À, anh đó là tốt nghiệp đại học gia, đại học đó đâu phải là đại học của bắp ở bên Mỹ đâu, đó là một đường trường đại học có tiếng thì phải. Nha. Rồi sau đó anh ấy còn tiếp tục học thạc sĩ ở Singapore, thạc sĩ học cao học. Như vậy thì tôi hỏi rằng với một cái kiến thức như anh ấy, có người có học thức thì không thể nào mà phải nói là nông nổi hay là bồng bột mà nhảy lên xe được, nó nghe nó vô cùng buồn cười. Chỉ có những người mà nói chung là học thức là chưa cao, họ chưa nhận thức tốt thì họ mới nhảy lên xe kiểu đó thôi, chứ còn mà nếu mà người có học thức mà có nhận định thì không bao giờ người ta làm động tác đó. Làm cái động tác đó là một cái động tác ngu, nó rất là ngu. Ai cũng hiểu là trong cái lúc biểu tình là anh đang làm một cái hoạt động chính trị, mà anh nhảy lên như đó anh kích động người dân rồi. Rồi bây giờ anh có học thức mà anh nhảy lên, nó buồn cười lắm. Nên là bớt dụ đi, chỉ được dàn cảnh qua mấy đứa chọn nhỏ con thôi, trẻ con thôi. Nếu mà ở đây là những người có nhận định thì theo cái phân tích của em nói là nó rõ ràng lắm rồi, nó có Đó gì. là cái hành động mà cố tình tạo cái hiện trường, và tất nhiên là cái hình ảnh mà anh ta nhảy lên xe thì nó sẽ có người ở đâu đó sẽ chụp lại cái vấn đề đó, và chụp lại là đưa lên thì tất nhiên là cái kẻ mà trong đồng bọn của anh ta đang theo dõi anh ta từng bước chân trong ngày hôm đó ở nước ngoài sẽ biết được, không? Đó, bây giờ anh Tịnh Phô Pha hồi nãy á, anh nói như nè, ảnh là nhưng cái số tiền đó có mang về Việt Nam không? Để thì em nói lại thêm một lần nữa là cái cách nói của em hồi nãy cũng vậy. Có nghĩa là tại vì mọi người đang mặc định là anh Will ảnh có đem về Việt Nam, đem về Việt Nam 1,7 triệu, nhưng trên thực tế là 1,7 triệu đó có đem về Việt Nam hay không, hay là nó đang nằm ở một cái nước nước nào đó, hay đang nằm ở một cái tài khoản nào đó bên nước ngoài, mình đâu có biết được. Mình không biết được cái con đường số tiền 1,7 triệu nó đang ở đâu cả. Có thể là anh ấy đem về Việt Nam 200 ngàn chẳng hạn, còn 1,5 triệu anh ấy gửi ngân hàng thì sao? Mọi người chúng ta đâu có ai biết được đâu. Mà nên nhớ một điều nữa nha, là sau khi anh ấy bị bắt thì mới có cái tin là anh ấy cầm 1,7 triệu về đây.
Đây là một trong những cái điểm mà làm cho người khác phải nghi ngờ. Mà cái tin này á, không biết là từ nước ngoài hay từ Tin này trong nước đâu tung không ra, tin này là ở đâu ra? Bởi vì ra với một, nói thật ra mà nói nè, nếu mà là bên từ phía công an Việt Nam là không thể. Nói ra. thật, Nó nếu rất từ phía công là an Việt Nam đưa ra cái thông tin 1 triệu 7 bắt được từ Quy Nguyễn là không thể. Tại tính đến thời điểm không đến bao lúc này, giờ. Will chưa khẳng định, nói như cái anh Phúc Nguyễn, hiện giờ là Quy Nguyễn vẫn chưa đưa ra tòa. Trên trên pháp luật thì anh ấy vẫn đang là người vô tội. Là nếu như mà đã người vô tội thì tại sao công an lại đưa ra cái thông tin 1 triệu 7 được? Vậy có nghĩa là thông tin này là từ phía của ba que mấy anh đưa ra thôi, chứ không phải là của người Việt Nam đưa ra. Nên là cái việc mà anh này bị bắt và phao lên cái tin có 1 triệu 7 là từ bên phía đưa ra. Vậy mà đưa ra để mục đích làm gì? Đưa ra để mục đích là em nhẹ một số tiền 1 triệu 7 này chứ để làm gì? Không, hợp thức hóa cái việc là 1 triệu 7 này đã ra khỏi tài khoản của Việt Tân chẳng hạn. Ví dụ như Việt Tân là người đưa tiền thì hợp thức hóa cái số tiền này đã đưa ra khỏi Việt Tân, đưa về Việt Nam để làm cái công tác và biểu tình này nọ ABCD các kiểu, nhưng mà thật ra là không Việt Nam, nói vậy thôi. Nhật ký nó từ nhật ký yêu nước ra chữ quốc cánh đồng, bạn xác định chắc chắn không? Nhật ký yêu nước thì rõ ràng có bao que rồi không? Nhật ký yêu nước nó bao que mà ở nước ngoài, nó dựng cái trang đó nó nằm ở nước ngoài chứ không phải trong nước. Còn anh gì đó anh nói là trải làm chi, tin là có, nó giúp cho số, nó giúp cho người Việt Nam nó, đúng không? À, em nói cho anh nghe nè, với một con người bình thường thì nghe nó 40 tỷ thì rất là lớn nha, nhưng mà nếu mà hoạt động kinh doanh của cả một đất nước 40 tỷ trả lại gì hết. Nên anh đừng có nói là nó sẽ giúp cho Việt Nam phát triển. 40 tỷ làm gì giúp Việt Nam phát triển? Một cái dự án nhỏ nhỏ của Việt Nam thôi cũng đã mấy trăm tỷ rồi, mà anh nghĩ sao anh nói 40 tỷ là giúp cho nước Việt Nam phát triển? Nếu mà chỉ giúp cho Việt Nam chỉ mà đem cái tiền đó về mà để phá đất nước, tụi tôi không cần cái số tiền đó đâu anh. Anh đừng có nói như vậy, nghe nó mắc cười quá Tầm vậy. à. Em Vấn đâu có đề nói gì đưa anh đâu ra anh ở đây, Huy. cái vấn đề đưa ra ở đây để cho chúng ta mổ xẻ là cái vấn đề có hay không số tiền đó mang về Việt Nam, cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái số tiền đó không hiện nó đang nằm ở đâu nhá. Cho nên là cộng đồng cũng phải lên là hiểu cái vấn đề như thế. Chứ còn á một 40 tỷ không không 40 tỷ đối Bây với giờ là đất nước kết thì luận như thế chả. này, là kết luận như thế này là sau buổi nói chuyện này á, thì những người đã nghe được điều này thì đợi đợi đi, cái này giờ mình phải đợi thôi chứ không có gì, đợi coi khi anh Will Nguyễn ảnh ở trong tù thì bên kia, những người bên kia sẽ rao cái số tiền này như thế nào. Hoặc là anh Will Nguyễn ra khỏi tù, anh Will Nguyễn được trục xuất vĩnh viễn đưa về Mỹ thì anh ấy sẽ trả lời đến thế nào về cái số tiền này. Nhưng mà tôi nói như thế này nha, mấy anh chị ở bên đó có lên nhá, mà đấu tố nhau cãi nhau hay cái gì về vấn đề tiền bạc này đừng có đưa lên Facebook YouTube, họ nhục lắm, kỳ lắm. Tại tôi thấy là mấy lần mà mấy anh cứ cãi nhau về vấn đề tiền bạc, mấy anh cứ đưa lên Facebook lên YouTube chỉ mặt thằng này thằng kia, rồi tôi ngờ ngợ mà mốt cái anh này anh về cái mà anh bị đấu tố vụ tiền này đưa lên Facebook nữa, kỳ cục kẹo gì đâu. Nhà nhà đấu tranh dân chủ nha, yêu nước, một thế hệ trẻ yêu nước người về Việt Nam để giúp người dân, xong cuối cùng cũng lòi ra là vì tiền thôi. Mấy anh bớt bớt mà mấy anh đừng có đấu tố nhau trên YouTube với lại Facebook nữa. Có gì mấy anh hợp với nhau á, anh tự giải quyết nhau thôi. Đây là mình góp ý kiến với anh thôi nha. Thôi mình xin phép mình nghỉ ngơi để Dạ, em sáng. cảm ơn anh 10 tiếng. Vâng, rồi Em cảm ơn xin 10 tiếng. chào tất Dạ. cả các bạn đang có mặt ở diễn đàn. Xin chào. Vâng, cho mình xuống. Dạ.